Sơn Tùng xuất hiện với diện mạo lạ, đệm đàn nhá hàng ca khúc mới khiến fan dính cứng ngắc. Ngồi cạnh chiếc đàn piano quen thuộc, Sơn Tùng đã tự tay hé lộ giai điệu Chúng Ta Của Tương Lai. Đồng thời, nhá hàng luôn một vài câu hát trong ca khúc này khiến fan nức lòng. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho ca từ cũng như giai điệu gây nghiện của bài hát này. Các fan rất mong chờ đến ngày 8 tháng 3 để thưởng thức trọn vẹn ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai. Mãi sao phải vội mau không bước bên cạnh nhau thì ta có đâu, đôi mi nhòe phải ai sẽ lâu, ai sẽ đến lâu nỗi đau này. Có tập quay lưng ta thở lạnh lùng băng giá như vậy sao, ta không biết nhau lặng im băng qua chẳng nói một lời. Ngày 8 tháng 3 với ca khúc mang tên Chúng Ta Của Tương Lai. Tương lai đừng quên cuộc hẹn anh nha.